em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Dạ, những sản phẩm em lên anh chị thích một món nào anh chị chụp gửi về đi Gốm Nhật Xuân Lãm 0913330469 nha anh chị. Và những sản phẩm anh chị mà đã không xài Zalo Facebook của anh chị trực tiếp về điện về cái số này nha anh chị, cũng là 0913330469 luôn nha anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ YouTube này. Và em sẽ lên một cái bộ trà, đây là một cái bộ trà ngũ sắc màu đen nha chị, ngũ sắc đen nha. Một cái này là một cái bộ trà vẽ một cái dĩa ngũ sắc đen, cho mà này vẽ vàng nha chị, vẽ vàng nha, vẽ vàng trong cái dĩa nha chị. Đấy, vẽ vàng như thế này, hoa cái này là hoa, biết là hoa, cái này là hoa đào nha chị, hoa đào đỏ và là trắng, và trong này là vẽ vàng nha chị. Đấy, cái này là ánh vàng luôn, và cái ly chị, ly này cũng là vẽ vàng, họa tiết trong này là đen nha chị, họa tiết trong này đen. Cái này là có truyền luôn nha chị, ba truyền như thế này nha, ba truyền như thế này. Và cái bình anh chị, bình này cũng họa tiết vẽ vàng luôn nha chị, họa tiết vẽ vàng luôn nha. Cái này là có truyền đầy đủ nha chị, lộc là lộc tổ ong, lộc tổ ong nha chị, đấy lộc tổ ong, lộc tổ ong. Và cái quai, quai cầm nha chị, cái này là quai cầm nha. Đó, cái này là một cái bình này là dung tích khoảng chừng là 350ml nha anh chị, 350ml. Cái bộ trà này là rất là đẹp nha chị, nói chung là hiếm, do là cái này là bộ này nó vừa có ly và vừa có dĩa nữa nha chị. Cổ này là cái này, ly này là đường kính là 9 nha chị, và cao của này là 6, đường kính là 9 và cao của ly là 6 nha chị, và dĩa này đường kính là 10. Đấy chị, rất là đẹp nha chị, nó sang trọng cái bộ này anh chị, đấy sang trọng bộ này nha. Đấy, bộ này là y luôn, đẹp, rất là đẹp anh chị, năm cái dĩa. Và anh chị nhìn năm cái dĩa này là vẽ vàng là đã ok rồi nha chị, đã ok rồi. Năm cái ly như thế này nha chị, năm cái ly như thế này nữa. Rồi bộ này anh chị, bộ này em sẽ bán cho anh chị với giá là 1.700.000, 1.700.000 bộ này. Đó, cái bộ này hiện tại là em đã sale giá rồi nha anh chị, cái mấy bữa là em bán là 1.800.000 tới 1.900.000 một bộ, do là cái bộ này nó hiếm, là nó đặc trưng là bộ này nó được cái bộ dĩa nữa nha anh chị, nó xuất sắc là được bộ dĩa nữa nha. Rồi cái này em bán cho anh chị 1.700.000, anh chị chốt cho em mã H41 nha chị, H41 1.700.000. Bây giờ con tóc cầu thang ở ra đây. Thôi một cho một cái mã. Cho lên một thang nó cha lên, ra cho một cái mã nó lên một thang. Bỏ đây. Rồi cho cái bộ ông tơ bằng nguyệt thôi. Rồi bây giờ em lên một cái bộ nha anh chị, một cái bộ này là một cái bộ nguyên combo nha anh chị, nguyên combo là một cái ông tơ, tức là tích xe phú quý nha anh chị, tức là tích xe phú quý, một cái ông tơ bàn nguyệt nha anh chị. Đấy, bộ này nó gọi là xuất sắc luôn nè anh chị, bộ này được là bộ cutani, cutani nha anh chị, ông tơ bàn nguyệt tích xe lon. Bộ này là một bình, một bình này là 10 ly nha chị, một bình này gồm có 10 ly và hai bình sake là 5 ly rượu nha chị, 5 ly rượu nha. Đây chị, bộ này này, đấy nó có lại là 5 ly nha chị, 5 ly mà ông tơ bàn nguyệt nha chị, ông tơ bàn nguyệt là vẽ vàng luôn như thế này anh chị, đấy đẹp lắm, bộ này rất xuất sắc. Ở truyện là truyện cutani nha chị, truyện cutani nha. Cái này là dòng là chưa qua sử dụng nha chị, chưa qua sử dụng. Một bộ này là 10 ly nha chị, một bộ này 10 ly, bộ này xuất sắc lắm nha chị. Hai, nó hiếm mới được, nói chung bộ này nó hiếm mới được 10, ít lắm cái khi nó được bộ trùng bộ là ông tơ bàn nguyệt nha chị, ông tơ bàn nguyệt và tích xe lon. Và anh chị đây nè, cái bộ này cũng là ly nha chị, ly nè. Cái này là vẽ nổi hoa vàng, hoa đào vàng nha chị, ông tơ bàn nguyệt đều vẽ nổi hết nha chị, đều vẽ nổi hết nha. Đấy,
Và bây giờ này anh chị, một cái 10 cái ly như thế này nha anh chị, 10 cái ly như thế này. Và một cái bình nha anh chị, bình này là bình cutani nha anh chị. Đấy, ông Tơ Bà Nguyệt vẽ vàng anh chị xem. Truyện là truyện đỏ nha anh chị, truyện đỏ nha. Đó, bộ này là ông Tơ Bà Nguyệt trên cái này anh chị, ở này nha. Đó, bộ này là lọc tổ ong. Lọc tổ ong nha anh chị, lọc tổ ong. Mà em bán chị những cái dòng cutani này là những cái dòng này rạng nha anh chị, rạng nha. Đó, cái này chưa qua sử dụng nó vẫn rạng bình thường như nha anh chị. Đấy, với là bộ này là một cái bình sa đây, đô một cái đôi sake. Và đúng ra là một bộ nguyên combo của nó là hai bình 5 ly và một bình trà và 10 cái ly nha anh chị, và 10 cái ly bộ này. Rồi, bộ này em sẽ bán cho anh chị với giá là 2 triệu 2 triệu 050k nha chị. Nói chung là giá này đã sale rồi nha anh chị, 2 triệu 050k bộ này, 2 triệu 050k. Anh chị chốt em mã H42 nha chị, mã H42 đó. Nói chung là hiếm lắm để có được combo nha chị đó. Mấy bữa đây là thật tình là mấy cái hàng này là em bán sẽ bán với giá là 2 triệu 2, mà bữa nay là em sale giá luôn chị. Nói chung là một ngày em sẽ sale giá toàn bộ các sản phẩm hết luôn nha anh chị đấy. Rồi bây giờ thì em đo cái ly chứ, này đưa cho chưa đo ly. Đây ly này là đường kính này là 7.5 nha anh chị, và cao của này là 6 nha anh chị, cao của này là 6. Nói chung là 10 cái ly như thế này. Bây giờ em sẽ đo một cái bình sake còn bỏ không. Bình sake này là 3.5, miệng 3.5, cao là 14 nha anh chị, cao là 14 đấy. Anh chị coi kỹ nè. Đó, ông Tơ Bà Nguyệt nha anh chị, ông Tơ Bà Nguyệt. Tích xe lon và cái này là có hoa đào luôn nha anh chị đấy. Bây giờ ly sake nha chị, ly này đường kính là 6 và cao của này là 5. Bộ này là gọi là xuất sắc nha chị, 2 triệu 050k giá sale nha anh chị. Dạ. Nó hiếm lắm nó mới được một cái combo như giờ nha anh chị. Một cái dĩa nè anh chị, một cái dĩa hoa nha anh chị, một cái dĩa hoa đào. Dĩa này là đường kính này là 31 nha anh chị, đường kính này 31. Đứng lại cho mẹ một cái giá gỗ. Đường kính này 31 nha anh chị, 31. Ai vậy? Rồi cái này là giá cao quá con, cái giá gỗ này cao quá. Đó, cái này nha chị, cái giá gỗ em có đây, cái này là dĩa này là có truyền nha anh chị, có truyền nha. Giá này là dùng cho dĩa 40. Còn ở bên kia mà sao không lấy? Trời ơi, nó trong còn một cái đây này, thôi bỏ cái dĩa đó lại, trong một cái rổ ông sùm bên đây mà đi lấy gì mấy con mất thời gian làm lại. Rồi em lên một cái dĩa này anh chị, dĩa này là dĩa hoa đào nha chị, dĩa hoa đào. Và cái dĩa này đường kính này là 31 nha chị, đường kính này 31. Rồi cái dĩa này chị gồm theo là một cái giá gỗ như thế này nha chị. Và cái này là đấy, gồm theo cái giá gỗ như thế này nữa. Rồi cái này em bán cho anh chị là sale giá cho anh chị là 380k bộ này nha chị. 380k là giá đã sale luôn nha chị, 380k. Đã anh chị chốt cho em mã HH43. Đấy, đường kính này 31 nha chị, không phải là nhỏ đâu nha. À, 380k đã giá sale nha anh chị. Truyện ký thì đầy đủ. Đó anh chị thấy ok, rất là ok luôn. Truyện ký đầy đủ nha anh chị, 380k. Anh chị chốt cho em mã H43. Này mình còn mấy cái còn. Mấy cái nhiều lắm. Rồi bây giờ. Rồi em lên một cái tô này anh chị, một cái tô này anh chị nhìn kỹ nha. Một cái tô này ở trong này là hoa cúc nha chị, hoa cúc vẽ nổi như thế này. Màu này đó, màu này là màu này là màu xanh ngọc nha chị. Đó anh chị nhìn thấy có hoa cúc còn trong không, rất là đẹp luôn. Hoa cái này là một cái tô này là tô xanh ngọc, và cái này là hoa cúc, và cái này là để hoa hai
cái lá gì đây anh chị, lá phong lá gì đây, không chung em không biết rành. Mà cái tô này là nhiều cạnh nha chị, rất là nhiều cạnh nha. Tô này là đường kính này là 23, là tô to nha chị. Cao của tô này là 6, đường kính 23, cao là 6. Mỗi cái tô này em bán cho anh chị 90k à, tô này em bán cho anh chị 90k. Cái tô này anh chị chốt em, mã H44 à, H44 nha anh chị, 90k thôi nha, H44. Rồi bây giờ em lên cái này anh chị, em lên một cái cặp chén như thế này anh chị. Cặp này là một cái chén cơm nha anh chị, giống cái chén cơm mà điện bắt cái nắp đậy như thế này nha anh chị. Đây, chén này anh chị đó, chén cơm nha anh chị, chén cơm. Và cái này là đường kính này là 11.5 nha anh chị, và cao của này là 6. 11.5 cao là 6. Rồi cái chén này em bán cho anh chị, bữa nay em sẽ sale giá 40k một chiếc. Mấy bữa này em bán 60, bữa nay em sale giá nha, còn là 40k một chiếc nha anh chị. Anh chị, anh chị chốt em mã H45. H45 nha anh chị, 40k một chiếc, H45. Rồi bây giờ anh chị, em lên cái một cái bộ dĩa nha anh chị. Cái hồi đi mình lên chấm mình nói luôn, cái mặt nó đơ đơ nó thấy như vậy nè. Rồi còn lấy cho mẹ muối dĩa này không? Còn ở đây không? Có dĩa này không? Dĩa này bên con. Dĩa này con lấy cho mẹ 5 cái, bên hình đâu chỗ đó không? Rồi nha anh chị, cái này là em sẽ lên cái bộ này nha chị. Anh Khoa còn. Không có, không có. Chị, cái này là một cái dĩa xanh nha anh chị. Một cái dĩa xanh này là hoa cúc nha anh chị. Cái dĩa xanh này là dĩa xanh hoa cúc. Dĩa xanh hoa cúc nha anh chị, trong này nó có một cái lộn, xin lỗi, dĩa xanh hoa hoa, ở xung quanh là cái vành này là vành hoa đào nha anh chị, mà chai này là cây trúc nha, đây là cây trúc nha anh chị. Đó, nhìn con phóng là kỹ. Dĩa này là đường kính 16 anh chị, cao của này là 2.5, đường kính 16 nha anh chị, cao là 2.5 nha anh chị. Cái này em có là 2, 4, 6, cái này em có 9 chiếc nha anh chị, em có 9 chiếc. Em có đang đưa. Em có 9 chiếc nha anh chị, và có một chiếc nên như thế này là cái này là bị dâm một xíu nha anh chị, nó bị dâm một xíu chỗ này thôi. 9 chiếc này em bán cho anh chị với giá rẻ sale nhất là giá 200k. Cái bộ này nha anh chị, bộ này là xanh ngọc nha anh chị, màu nó không phải là màu trắng nha. Bộ này là bộ xanh ngọc 200k. 200k nha anh chị, đã 200k bộ này em báo là 245. Bộ này có 9 chiếc mà em bán chị cái bộ cái có một chiếc dâm như thế này. Anh chị lấy thì em sẽ bỏ vào, mà nếu anh chị không lấy thì em sẽ bỏ ra. Nói chung 200k 9 chiếc này là giá sale hoàn toàn nha, 100% giá sale luôn. Anh chị chốt cho em mã H46, 200k 9 chiếc. Đó, bên đây là một cái, nói chung là nguyên một cái một ngày này em lên 4 bài nha anh chị, chứ mà toàn là 4 bài đều sale hàng toàn bộ hết nha anh chị. Đấy. 200k 9 chiếc. Rồi bây giờ này em lên cái này là dĩa pháp nha chị. Đó, cái này là dĩa pháp nha. Đó là dĩa pháp. Một cái combo này dĩa pháp nha chị. Đây. Đây là còn đó, còn nha chị, còn bọc tem như thế này chưa, em chưa gỡ ra hết nha. Dĩa pháp. Anh chị có ký hiệu phần sau nha chị, cái này là pháp nha. Phần sau nha. Đấy, như thế này. Bên anh coi bên này anh coi. Cái này đường kính là 17 nha anh chị. Đường kính này là 17.2. À, đường kính giữa này là 17.2. À, giữa này phát thì em sẽ bán cho anh chị với giá là 50k một chiếc nha anh chị. Bữa nay là giá bữa nay nha anh chị. Những anh chị mà đã mua trước thì anh chị đừng có phân bì sao bữa trước tôi mua là giá mắc nha. À, thật tình là bữa nay là cái ngày sale giá nha anh chị, sale giá nha, anh chị là thông cảm nha.
là em sẽ sale giá bất cứ sản các sản phẩm đều sale giá hết. Mỗi giá rẻ hơn là 10k tới là 20k. Bây giờ này cái pháp này bán cho anh chị với giá là 50k một chiếc. Anh chị chốt em mã H47 nha anh chị, H47 50k một chiếc. Cái này em có 2 4 6 8 10 chiếc nha anh chị. Đó, em ưu tiên cho anh chị lấy hết 10 chiếc luôn là 50k một chiếc nha anh chị. Đó, cái này xoắn như thế này. Có ký hiệu phần sau nha anh chị. Phần sau này là toàn bộ chiếc nào cũng có ký hiệu nha, và răng của Pháp nha anh chị. Rồi bây giờ anh chị qua kho còn nói cho mẹ mua một cái như thế này mẹ sale giá luôn đi. Rồi bây giờ này, em lên cái này anh chị, cái này là một cái chén nha, cái này là một cái tô lỡ nha anh chị, một cái tô lỡ. À, cái này em có được 4 chiếc như thế này nha anh chị, 4 chiếc như thế này. Cái này là đường kính này là 13.5 nha anh chị, cái thẻ mèo mèo luôn. 12.5 gần 13 và cao của này là 7.5 nha anh chị, cao của này là 7.5. Rồi cái này là 4, cái này em có 4 chiếc nha anh chị, truyện ký thì đầy đủ nha anh chị, truyện ký thì đầy đủ. Rồi 4 chiếc này em sẽ sale giá cho anh chị, 4 chiếc này là mua bán 780. Bây giờ em bán cho anh chị là 250k 4 chiếc này. 250k 4 chiếc này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã H48. H48 nha anh chị, H48 250k bộ này, 54 chiếc nha anh chị, truyện ký đầy đủ nha. Cái này là tam thái anh chị. 250k H48. Lấy cái khăn lâu giùm mẹ luôn. Rồi em lên một cái chiếc lá nha anh chị, cái này là một cái chiếc lá nha. Rồi một cái chiếc lá chị, đường kính này là 21 nha anh chị. Dạng như là một cái tô nha anh chị, tô hình chiếc lá nha. Tô hình chiếc lá như thế này anh chị. Đây là tô này là không có truyện nha anh chị, không có truyện nha. Đường kính này là 21 và cao của này là 5.5. Rồi cái tô này em bán cho anh chị là sale giá cho anh chị cái tô này là 60k. Tô này em bán cho anh chị 60k là sale giá nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã H49. H49 nha chị, 60k H49. Còn nãy giờ em tắt cái nha ta. Ngủ cho em rồi chứ ngủ, em này em ngủ rồi. Rồi em lên cặp chén này anh chị, em lên một cái cặp chén này nha. Càng ướt rồi, càng khô rồi. Cái này đường kính là 10 nha chị, và cao của này là 6.5. 10 nha chị, cao là 6.5. Rồi cặp này em bán cho anh chị là, cặp này là chén nha anh chị. Rồi cặp này bán cho anh chị là 85k cặp này. Sale giá còn cái này 85k cặp này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã H50. H50 nha anh chị, H50 85k. Sale giá cực kỳ rẻ luôn nha anh chị, 85k. Rồi em sẽ lên một cái bộ này nha anh chị, một bộ này là một cái bộ gồm có một cái anh chị nha. Em sẽ ráp nha anh chị, em sẽ bộ cho anh chị nha. Bình thường là một cái dĩa này nha này, đúng ra là em khui hàng thì nó như thế này nha chị đấy, một cái hộp. Rồi nha anh chị, cái này là một cái hộp. Hộp này là anh chị ấy, nó một cái khuôn, cái này là một cái hộp này là 5
có 4 nha anh chị. Cái này có 4 nha. Như thế này anh chị đấy, như thế này. Cái này là đường kính này là 28 nha anh chị. Cái này là đường kính này là 28. Đó rồi, nếu mà anh chị là 28, anh chị ráp vô như thế này nha anh chị đó, như thế này nha. Đó, như là một hình thù, như là một cái dĩa anh chị, dĩa là có 5-4 cái ngang, 5 cái ngang như thế này. Đây mà em ví dụ nha anh chị đó, như thế này nha. Còn không là anh chị sẽ mua một cái chiếc như thế này. Anh là em sẽ đường kính là 28. Là cái thở đường kính là 28, anh chị là mua cái dĩa khoảng chừng tầm là 28, là anh chị mua cái dĩa tầm khoảng chừng 30 là anh chị bỏ vào cái này là ok được nha anh chị. Bỏ vào cái này là được nha, tầm 30. Bây giờ em sẽ bán cái này cho anh chị một cái chiếc này nha anh chị. Đấy, một cái này. Rồi, cái này là đường kính này 28 và cao của này là 4 nha anh chị, cao của này là 4. Rồi, cái này em bán cho anh chị là một cái khay này 350. 350k một cái khay như thế này. Anh chị chốt giùm em 350k cái khay này. Anh chị chốt giùm em mã H51 nha anh chị. H51. H51 nha anh chị, 350k. H54 cái hộp này. Anh chị dĩa đổ cái dĩa mà tầm tầm cho anh 30 là anh chị bỏ vào lọt vào nha anh chị. Cái này là 28 thì cái dĩa 30 là anh chị để qua hai bên dư một xíu nha anh chị đấy. Rồi bây giờ này em lên một cái bộ dĩa này nha anh chị, một cái bộ dĩa này là chắc con bỏ lên cầu thang luôn. Rồi bộ một cái dĩa này anh chị, một cái dĩa này là cái con phóng to ra cái bộ này. Rồi nha anh chị, một cái bộ dĩa này em sẽ sale cho anh chị, bình thường là em sẽ bán với giá là 30k một chiếc. Dĩa này là một cái dĩa hoa nha anh chị đó, anh chị nhìn kỹ nè. Cái dĩa này là dĩa hoa màu xanh ngọc nha anh chị. Dĩa này là dĩa hoa lúa hay là đấy, em cứ em kêu là hoa lúa chứ mà các bên họ kêu là gì, nói chung em cũng không rành dịp bán mờ hoa. Đấy anh chị nhìn kỹ này, màu này là màu xanh ngọc nha anh chị, màu xanh ngọc nha, không phải là màu trắng đâu. Trong đó màu gì vậy? Màu xanh đấy. Rồi em lên bộ này em có 10 chiếc nha anh chị. Nói chung là cái này em sẽ bán cho anh chị là 20k một chiếc nha anh chị. Đấy, bữa nay là bình thường em bán cho anh chị là cái này là anh chị biết sao, cái này là mới chưa qua sử dụng nha anh chị, chưa qua sử dụng thành là có những chiếc hơi bẩn dơ xíu. Yên tâm, em giao cho hàng cho anh chị đó anh chị, những khách cũ của em là em giao hàng, anh chị cứ yên tâm. Em giao hàng, trước khi em giao hàng em sẽ rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ hết em mới giao cho anh chị nha. Rồi cái này là đường kính này là 16.5. Dĩa này em bán cho anh chị với giá là 20k một chiếc nha anh chị, 20k một chiếc. Rồi anh chị chốt em mã H52. H52 nha anh chị, cái này em có số lượng 10 chiếc nha. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.